Xin chào quý thầy cô, hôm nay Tùng Việt xin giới thiệu một dòng máy tính bảng đến từ Tùng Việt Tech. Màn hình 10.1 inch cho phép người dùng lướt web, xem phim, đọc sách và làm việc mọi lúc mọi nơi. Màn hình sắc nét. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, thiết bị mỏng nhẹ, pin lâu dài, lựa chọn lý tưởng cho giải trí và công việc. Đặc biệt, máy kèm theo bộ học liệu số 3D Motabook. Motabook là phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D thú vị và hiệu quả nhất hiện nay, được hàng triệu thầy cô giáo yêu thích và ứng dụng vào công tác giảng dạy trên toàn thế giới. Phần mềm Motabook bao gồm các chủ đề và môn học như toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, công nghệ, sinh học, âm nhạc và mỹ thuật. Nội dung phù hợp cho chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Đây là học liệu mở, ứng dụng cho tất cả các bộ sách bao gồm Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức và Cánh diều. Kho học liệu số đa dạng phong phú với hơn 1.300 cảnh 3D, 1.037 phim giáo dục giải thích những hiện tượng thiên nhiên, những sự việc gần gũi trong cuộc sống, hơn 5.000 hình ảnh, gần 1.000 file âm thanh. Kết hợp với các công cụ hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng điện tử theo từng môn học, phòng thí nghiệm ảo, sơ đồ, lược đồ, công cụ giao bài tập trên lớp và ở nhà, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giúp giáo viên tạo ra những tiết học trực quan, sinh động, hứng thú, đáp ứng theo 3 tiêu chí giảng dạy của chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu. Nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Một sản phẩm của Tùng Việt Tech, nhà sản xuất màn hình máy tính, laptop, máy tính bảng hàng đầu Việt Nam.